mọc tóc dương chạp hơi ấy bạn anh ấy nhông vô tờ lệ viên một hồn anh ấy vô chỗ phạm hồn như thế này anh khánh phải chặt như thế này khánh phải chặt chỗ bạn ấy phải chỗ mặt tóc anh bị chào lọc phồng anh ấy à cả đa để thang sợi nó mở sang khơi như vậy nhưng đây là nghiệp này là cả sai sọt như thế này cho mình tắt chào sẵn ai khăn sẵn mà nên chạm lại khát bát to khát bát cao môn sẵn cái khăn múc á nó khăn cao rồi múc có tia rồi cao rồi chiếc mà nè